chào quý vị và các bạn. Bây giờ là các tin tức thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay ngày 31 tháng 10, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sửa đổi luật để tăng hiệu quả quản lý sử dụng tài sản nhà nước. Đây là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết, nhất là trong bối cảnh thu ngân sách đang ngày càng khó khăn. Dự báo đến năm 2030, máy móc sẽ có thể thay thế 2/3 khối lượng công việc của con người. Đây là cơ hội lớn dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ của Việt Nam. Cần Thơ, thành phố trung tâm đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nhận giải thưởng Cảnh quan châu Á 2016. Thông tin chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay Quốc hội dự kiến thảo luận về dự thảo sửa đổi bổ sung Bộ luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước. Dự thảo luật lần này của Bộ Tài chính sẽ liệt kê đầy đủ hơn về tài sản nhà nước nhằm mục đích quản lý hiệu quả hơn nguồn lực quốc gia này. Từ xe công, đường xá, thậm chí cả vùng trời, vùng biển hay tần số vô tuyến điện cũng sẽ thuộc diện quản lý tài sản của nhà nước. So với luật tài sản nhà nước năm 2008, dự thảo luật lần này sẽ mở rộng phạm vi điều chỉnh các loại hình tài sản nhằm tăng hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công. Luật đang dự thảo trình đây, ngoài vấn đề quản lý chặt chẽ theo đúng quy định, tiêu chuẩn định mức, thì sẽ có cái câu chuyện là làm sao khai thác được tài sản để mà phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo Bộ Tài chính, hiện giá trị khai thác tài sản nhà nước mỗi năm là gần 100.000 tỷ đồng. Nhưng với luật sửa đổi dự kiến tới năm 2020, con số đó sẽ tăng thêm hơn 20%. Dự thảo cũng hướng tới giảm chi, thu hút các thành phần kinh tế khác tham gia khai thác đầu tư, sử dụng hiệu quả tài sản công. Ví dụ một cơ quan có một cái khu đất, nếu bình thường thì cái cơ quan đó là phải chờ cái kinh phí của ngân sách nhà nước cấp. Nhưng nay có thể kêu gọi cái nhà đầu tư, người ta vào, người ta bỏ kinh phí ra để đầu tư xây dựng một tòa nhà khang trang đẹp đẽ, dành một phần diện tích cho cái cơ quan đó, phần còn lại người ta được khai thác trong một thời hạn nhất định. Giống như chiếc kính lúp, các chuyên gia kỳ vọng luật quản lý tài sản nhà nước sẽ liệt kê minh bạch các loại hình tài sản, từ đó siết chặt quản lý hiệu quả sử dụng nguồn lực này. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, nhất là trong bối cảnh cần siết chặt quản lý ngân sách nhà nước. Gặp khó về đầu ra, giá xoài tại đồng bằng sông Cửu Long đang giảm mạnh, khiến nhiều nhà vườn trồng xoài đứng ngồi không yên. Khó khăn nhất là các hộ trồng xoài Đài Loan, hiện giá loại xoài này chỉ còn từ 7.000 đến 8.000 đồng một kg, giảm gần 2/3. Xoài cát Hòa Lộc có giá cao hơn nhưng cũng chỉ ở mức 25.000 đồng một kg. Nguyên nhân là do đồng bằng sông Cửu Long đang bắt đầu vào vụ thu hoạch xoài, trong khi tình hình xuất khẩu gặp khó. Ngoài ra, thương lái Trung Quốc cũng đang tập trung thu mua ở Campuchia, Myanmar bởi hai thị trường này có giá xoài rẻ hơn. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, hệ thống ngân hàng cứ giải ngân được 5 đồng thì sẽ có 1 đồng được dành cho nông nghiệp và nông thôn. Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu tái cơ cấu, hội nhập quốc tế, nguồn vốn tín dụng ngân hàng vẫn sẽ cùng đồng hành với nông dân và nông nghiệp Việt Nam, nhưng cũng sẽ có những dịch chuyển nhất định để hướng tới một nền nông nghiệp xanh và bền vững. Đây là nội dung của hội thảo tín dụng ngân hàng thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp vừa được tổ chức tại Hà Nội. 40 hectare cá tra, cơ nghiệp của 20 hộ nông dân ở An Giang. Nếu mỗi hộ tách ra thì sẽ trở thành những ao cá nhỏ lẻ, thậm chí cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng giờ, công ty Thuận An đã đứng ra làm đầu mối, liên kết cả 20 hộ nông dân lại. Tất cả các khâu từ cung cấp thức ăn, thuốc thủy sản cho đến kỹ thuật nuôi trồng đều theo một quy trình liên kết, sạch và chất lượng cao. Nhờ mô hình liên kết này mà cả công ty Thuận An và 20 hộ dân đã vay được số vốn lớn, hơn 400 tỷ đồng. Lợi ích cũng lớn hơn trước rất nhiều. Doanh nghiệp chỉ lo cái việc đầu ra, để khi mà người nông dân họ nuôi thì doanh nghiệp mua lại, bao tiêu cái đầu ra, thì các cái lợi ích này được chia sẻ cùng với nhau. Hơn 1 triệu tỷ đồng, đó là số vốn mà hệ thống ngân hàng đã dành cho nông nghiệp và nông thôn trong thời gian vừa qua. Nguồn vốn ngân hàng luôn đồng hành và hiện diện ở khắp các vùng nông thôn, từ con cá, con tôm đến cây lúa, cây ngô, cà phê, cao su, cho đến rét đậm, rét hại miền Bắc, hạn hán miền Trung, Tây Nguyên. Điều này đã góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam. Gần 1 triệu tỷ, đấy, con số rất lớn. Như vậy nó đã tác động vào cái nội dung quan trọng cho tái cơ cấu và xây dựng nông thôn mới.
mà chúng ta đã đạt được những cái kết quả bước đầu của xây dựng nông thôn mới cũng như là bước đầu của 3 năm thực hiện tái cơ cấu. Nhưng nông nghiệp Việt Nam vẫn manh mún và nhỏ lẻ, cơ chế vay vốn vẫn còn khó khăn. Bởi vậy trong thời gian tới, cùng với tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn ngân hàng cũng sẽ tập trung vào những trọng điểm này để hướng đến một nền nông nghiệp quy mô, xanh, sạch và phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ tập trung vốn có sự ưu đãi một cách chọn lọc để đối với những lĩnh vực doanh nghiệp, những đối tượng, những dự án mà hướng vào các nội dung. Thứ nhất là ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như công nghệ cao trong sản xuất, trong chế biến sản phẩm nông nghiệp. Cái thứ hai nữa cũng dành những cái lượng vốn thỏa đáng, có sự ưu đãi cho những cái doanh nghiệp, cho những cái dự án, cho kể cả các hộ nông dân tham gia vào cái chuỗi giá trị liên kết sản phẩm. Sự cam kết đồng hành của nguồn vốn tín dụng ngân hàng với nông nghiệp, nông dân và nông thôn cũng đã được thể hiện bằng việc dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn mỗi năm luôn tăng trưởng từ 15 đến 20%. Lãnh đạo ngân hàng cũng cam kết nguồn lực tín dụng cho nông nghiệp luôn sẵn sàng và sẽ càng tăng mạnh khi sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam ngày càng tăng tiến. Với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, dự báo đến năm 2030, máy móc sẽ có thể thay thế 2/3 khối lượng công việc của con người. Nhận thấy được tiềm năng to lớn của trí tuệ nhân tạo, nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới đã đầu tư rất lớn trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, với những ứng dụng di động cụ thể, vẫn còn rất nhiều cơ hội phát triển cho những doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp. Đây cũng là cơ hội dành cho các doanh nghiệp Việt Nam đón làn sóng công nghệ này. Đây là ứng dụng Genie Chatbot, một trợ lý ảo tuyển dụng. Với khả năng tự động trả lời nhiều tình huống hội thoại, tổng hợp và sắp xếp lịch hẹn phỏng vấn, ứng dụng này có thể thay cho công việc của 2 đến 3 người. Hiện nó đã được chuyển giao cho một đối tác đến từ Nhật Bản. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo những năm gần đây là một phần là do những nguyên nhân khách quan. Đấy là việc thế giới ngày càng có nhiều dữ liệu hơn để chúng ta có thể khai thác, hay là việc chi phí tính toán rẻ hơn. Chúng ta không thể có nhiều nhân lực như Google để giải quyết những bài toán cực lớn vậy được, thì chúng ta phải khai thác được các đặc điểm của bài toán bé hơn, tập trung vào các ứng dụng cụ thể nào đó chẳng hạn, để từ đó thì mới tìm ra được giải pháp tối ưu về cả nhân lực của mình lẫn như thời gian để hoàn thành chuyện sản phẩm. Không chỉ có trợ lý ảo, còn rất nhiều ứng dụng khác trên điện thoại như học tiếng Anh, chơi cờ, học toán cũng được các bạn trẻ phát triển trên nền tảng của trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh việc phát triển nghiên cứu, việc kết nối với những kỹ sư hàng đầu trên thế giới cũng là con đường ngắn nhất giúp các doanh nghiệp trẻ Việt Nam đón đầu làn sóng trí tuệ nhân tạo này. Dù chỉ một ý tưởng còn chưa rõ ràng hay một dự án chưa hoàn thiện, các hãng công nghệ khổng lồ cũng có thể săn đón, đặt mua để tăng cường sức mạnh, hạn chế rủi ro trong tương lai. Xu hướng phát triển của trí thông minh nhân tạo trong tương lai gần sẽ tập trung vào việc xử lý mạng lưới thần kinh cũng như ngôn ngữ tự nhiên. Và để giải quyết bài toán lớn thì cần phải bắt đầu từ những việc xử lý các vấn đề nhỏ. Đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam. Google sẽ luôn tìm kiếm các dự án tiềm năng để có cơ hội hợp tác và đầu tư. Tại thời điểm hiện tại thì bọn mình đánh giá là không hề có cái sự cạnh tranh nào trực tiếp giữa những đơn vị đang nghiên cứu trong nước cũng như là những công ty lớn như vậy. Bởi vì những công ty lớn hiện giờ họ giải quyết những cái bài toán khác, còn chúng ta đang giải quyết những cái bài toán khác ở những cái tầm khác nhau. Các bạn trẻ Việt Nam có cái nền tảng xử lý toán cũng như là cái khả năng giải thuật rất là mạnh. Và đây lại là một cái lĩnh vực mà yêu cầu nghiên cứu chuyên sâu. Chính vì thế thì lại là thành một cái lợi thế rất là lớn của Việt Nam trên thị trường nhỏ là Đông Nam Á và thậm chí là thị trường châu Á. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2016, đã có hơn 60 dự án khởi nghiệp từ trí tuệ nhân tạo được nhiều tập đoàn và quỹ đầu tư lớn như Google, Slack and Dove đặt mua. Nhưng nếu không nhanh chân và bỏ lỡ cơ hội đón sóng công nghệ này, Việt Nam sẽ bị tụt hậu trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Tiếp ngay sau đây là thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo mạng trong và ngoài nước hôm nay. Cắn
cân thương mại 10 tháng đầu năm của Việt Nam thặng dư 3,5 tỷ đô la Mỹ. Trang NNA của Nhật Bản đã trích số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam để thông tin về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016. Cụ thể, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt trên 280 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt trên 140 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,2%. Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu khoảng 3,52 tỷ đô la Mỹ. Cũng đề cập đến tình hình kinh tế Việt Nam, trang Jakarta Global đã thông tin về mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong quý cuối cùng của năm là 7,1-7,7%. Tỷ lệ này sẽ giúp Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng của cả năm là từ 6,3-6,5%. Mức tăng trưởng này đã được chính phủ Việt Nam hạ xuống thay vì mục tiêu 6,7% như lúc đầu sau khi kinh tế 9 tháng đầu năm đang có những bước chững. Liên quan đến sự kiện phát hành cuốn sách minh chứng cho tình hữu nghị Trung Việt phối hợp giữa Trường Nguyễn Văn Trỗi Việt Nam và Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây, nhà lưu trữ tỉnh Quảng Tây Trung Quốc Tần Hoa Xã đã trích phát biểu của nhiều quan chức Trung Quốc về chương trình này. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng cho rằng việc xuất bản cuốn sách là minh chứng lịch sử cho tình hữu nghị, vừa là đồng chí vừa là anh em giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc tôn vinh tình hữu nghị truyền thống Trung Việt, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước. Việt Nam nằm trong top 10 những điểm đến được du khách Trung Quốc ưa chuộng nhất trong quý 2 năm 2016. Tờ Asia của Nga đã thông tin từ số liệu mới nhất được công bố bởi Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc. Theo đó, trong quý 2 năm nay, có gần 0,6 triệu du khách Trung Quốc tới Việt Nam theo các tour. Thái Lan tiếp tục là điểm đến được nhiều du khách Trung Quốc lựa chọn nhất. Tiếp đó là Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Macau và Việt Nam. Trong phần tiếp theo của chương trình, nhiều tuyến đường giao thông miền núi Phú Yên bị chia cắt do mưa lũ. Lần đầu tiên liên hoan Lân Sư Rồng được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, người dân có cơ hội ngắm nhìn những màn tranh tài đặc sắc và hiểu thêm ý nghĩa nguồn gốc của bộ môn nghệ thuật đặc sắc này. Mưa lớn trong những ngày qua tại tỉnh Phú Yên khiến cho mực nước trên các lưu vực sông tăng lên mức báo động 1 và báo động 2. Nước lớn đổ về nhanh đã chia cắt nhiều khu vực, đặc biệt là tại huyện miền núi Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu của tỉnh Nam Trung Bộ này. Những hình ảnh sau đây được phóng viên thời sự ghi nhận vào chiều ngày hôm qua. Tuyến đường Xuân Phước Công Trò nối giữa Phú Yên và Gia Lai. Đây là tuyến đường duy nhất dẫn đến xã Phú Mỡ, huyện miền núi Đồng Xuân. Chỉ vài km nhưng lại có đến 8 đập tràn qua suối. Những lúc trời tạnh mưa, nước cũng bắt đầu rút. Nhưng việc qua lại những khu vực này vô cùng khó khăn. Nhiều lái xe ô tô chủ quan vì quen đường, cố vượt qua suối. Nhưng xe đã bị chết máy hoặc bị mắc kẹt giữa dòng. Trong khi những người đi xe máy, bất chấp hiểm nguy rình rập, cũng tìm mọi cách để qua suối. Con đường này chỉ là một con đường duy nhất lên Phú Mỡ thôi. Mà bây giờ mưa gió như này là đường ngập lúng, xe đi cũng không được. Mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường giao thông miền núi Phú Yên vốn chưa được đầu tư kiên cố, dễ dàng bị xói lở, gây ách tắc. Các khu vực sông suối lại càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hầu hết sông suối ở các địa bàn miền núi tỉnh Phú Yên có độ dốc lớn. Khi có mưa to, lập tức nước đổ về rất nhanh và hung dữ, khiến cho nhiều người không kịp trở tay. Trong buổi sáng hôm qua, lực lượng cứu hộ tỉnh Phú Yên đã phải triển khai ứng cứu khẩn cấp 6 công nhân đang thi công cầu Bà Đài trên tuyến đường Phú Yên Gia Lai bị mắc kẹt giữa sông do nước lũ về bất ngờ. Sẽ có cái ứng trực để mà xử lý kịp thời, là ngăn chặn không cho bà con với các cái phương tiện đi lại là không được qua những cái điểm đang làm, ví dụ như là các cái cầu, cái đường mà cũng đang bị ngập trống đấy. Theo dự báo, trong ngày hôm nay và những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ có mưa to đến rất to. Mực nước trên các sông suối sẽ còn lên nhanh, giao thông nhiều nơi, đặc biệt là khu vực miền núi và vùng trũng thấp chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân đang được tỉnh Phú Yên khẩn trương triển khai. Không chỉ riêng Phú Yên mà nhiều tỉnh thành miền Trung đều đang trong đợt mưa lớn trên diện rộng. Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài nhiều ngày và có thể gây ra lũ, lũ quét và sạt lở đất. Dự báo từ nay đến hết ngày 4 tháng 11, nhiều nơi tại miền Trung tiếp tục có mưa to đến rất to, trong đó vùng trọng tâm sẽ là khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên. Mưa lớn kéo dài có thể gây ra một đợt lũ trên các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận.
Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận phổ biến ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng thấp trong khu vực. Chuyển sang một số thông tin về sự kiện văn hóa du lịch. Thông tin vui cho ngành du lịch đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Cần Thơ là địa phương duy nhất ở Việt Nam vừa chính thức nhận giải thưởng Cảnh quan châu Á năm 2016. Lễ trao giải vừa diễn ra vào chiều ngày 30 tháng 10 tại Trung Quốc. Đây là cuộc thi do Văn phòng Tổ chức Định cư Con người Liên Hiệp Quốc vùng châu Á-Thái Bình Dương, Ủy ban Định cư châu Á, Tổ chức Thiết kế Phong cảnh châu Á và Trung tâm Nghiên cứu Đô thị thành phố Fukuoka, Nhật Bản phối hợp tổ chức. Cần Thơ, thành phố trung tâm đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, được lựa chọn là nhờ có nhiều công trình phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cộng đồng như cầu đi bộ Bến Ninh Kiều, bờ kè sông Cần Thơ và khu vực chợ nổi Cái Răng. Nghệ thuật múa lân sư rồng là nghệ thuật dân gian phổ biến ở khu vực châu Á, nhưng mỗi nước lại có phong cách biểu diễn khác nhau, thể hiện văn hóa của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, múa lân sư rồng thường được biểu diễn ở các dịp Trung Thu, Tết Nguyên Đán, Khai Trương, Động Thổ, Tân Gia, Sinh Nhật hay Đám Cưới, với mong muốn mang lại may mắn, hạnh phúc, sung túc và trường thọ. Mới đây, lần đầu tiên, một liên hoan lân sư rồng đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Người dân thành phố đã có cơ hội được ngắm nhìn các đoàn lân sư rồng tài năng nhất, tranh tài với những nội dung phong phú và sẽ có dịp được hiểu thêm về ý nghĩa, nguồn gốc của từng loại lông lân và hiểu thêm về bộ môn nghệ thuật đặc sắc của nước nhà, múa lân sư rồng. Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã trở thành sân khấu cho những chú lân sư rồng thể hiện những màn trình diễn điệu nghệ. Đây là những tiết mục độc đáo nhất của 12 đoàn lân sư rồng của thành phố Hồ Chí Minh tham gia liên hoan. Đặc biệt, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm trực tiếp tham gia đánh trống, múa lân hay hóa thân thành ông địa. Em cảm thấy là rất vui, tạo cơ hội cho người dân ở thành phố mình có nhiều cơ hội để mình tìm hiểu về văn hóa lân sư rồng của mình. Ngày hôm nay chúng tôi rất phấn khởi vì rất đông đảo công chúng đã đến tham gia hưởng ứng và cùng trải nghiệm những cảm giác sẽ góp phần bảo tồn và gìn giữ cái bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Qua trong không gian này, du khách còn được trở về với những làng quê, được tham gia vào những trò chơi dân gian của nhiều vùng miền đất nước. Đan xen vào đó là các trò chơi tương tác được biểu diễn bởi các đoàn thể thao chuyên nghiệp như cờ người hay đá cầu. Em cảm thấy là rất là vui. Đây là một việc giúp em học hỏi những phong tục tập quán ở các vùng miền khác nhau. Và đây là một cái hoạt động rất là hay, phải nhân rộng ra để cho mọi người dân thành phố là cũng được tham dự. Còn vào tối hôm qua vào lúc 20 giờ, tại sân khấu trung tâm phố đi bộ Nguyễn Huệ đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật chống nước phục vụ miễn phí cho khách tham quan. Trong tuần này, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11, Hà Nội sẽ đón chào sự kiện điện ảnh lớn nhất trong năm, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ tư. Những khán giả yêu điện ảnh tại Hà Nội sẽ có dịp thưởng thức nhiều bộ phim hay ở Liên hoan lần này. Năm nay, thay vì bó hẹp trong điện ảnh châu Á như các kỳ trước, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội sẽ mở rộng thể loại phim tham dự trong cả phim ngắn và phim dài. Bộ phim rất được chờ đón trong dịp này dù không tranh giải, đó là phim về chuyện tình của Tổng thống Obama và phu nhân, có tựa là Southside With You. Ngoài chiếu phim tại các cụm rạp, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội sẽ có 3 buổi chiếu ngoài trời tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, kết hợp trình diễn thời trang. Trong suốt 20 năm qua, có một người nghệ nhân thêu đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục dựng các trang phục cung đình của các triều đại Việt Nam. Là một người con của làng thêu truyền thống Đông Cứu Hà Nội, nghệ nhân Vũ Văn Giỏi đã miệt mài học hỏi các kỹ năng và phục dựng thành công các trang phục thêu cung đình. Tháng 10 vừa qua, nghệ nhân Vũ Văn Giỏi đã được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, trở thành nghệ nhân thêu duy nhất được trao tặng danh hiệu cao quý này. Đây là long bào phục dựng đúng như nguyên bản của vua Đồng Khánh thuộc triều đại nhà Nguyễn 1802-1945. Nghệ nhân thêu Vũ Văn Giỏi cùng 8 người thợ đã ròng rã thêu tay trong vòng 15 tháng, sử dụng 28 mét vải và khoảng 7 kg sợi chỉ dệt để phục dựng chiếc áo này. Cái áo có long bào của hoàng đế của vua Đồng Khánh thêu ở trên nền Sa Lan, cứ dệt cách một bỏ một, cái lối thêu nó rất là khó, thì bắt buộc cái chỉ lại phải là khác, cái chỉ nó phải là chỉ xe hai chiều hoặc là chỉ
áo dài thì là chỉ xem 1 triệu, hoặc là sợi chỉ sẽ to hơn, hoặc là trên áo dài của các quý phi thì thường là thêu hoa mấy phượng thì lại phải là thêu những cái sỉ rất là bé mà xem 1 triệu để cho nó làm sao nó cho nó mướt mềm mại để cho nó tạo lên để những cái nổi lên trên những cái họa tiết hoa văn đó, chứ không phải là một loại chỉ, cho nên là nó cực kỳ là khắt khe khi chọn về nguyên liệu làm. Để có những mẫu thiết kế của trang phục cung đình, Vũ Văn Giỏi đã phải nghiên cứu rất nhiều sách vở và các họa tiết còn lại từ những tấm bia cổ xưa và hiện vật tại các chùa đình. Tuy nhiên, khó khăn đã không khiến người nghệ nhân này từ bỏ công việc phục chế trang phục cung đình. Phục dựng thì nó phải là nguyên bản nguyên gốc, chứ không phải là làm theo kiểu mô phỏng. Thế nên tư liệu và tài liệu cũng không có. Những cái tư liệu thì nó cũng chỉ trong những cái hình ảnh, mà hình ảnh thì đen trắng thì nó cũng rất là khó. Quan trọng nhất là cái nó đã thất truyền mất những cái lối thêu đúng theo cái lối thêu xưa của các cụ. Nên từ bản thân là tôi cũng đã quay vào tìm hiểu và đi học hỏi những cái cách thêu của các cụ. Các trang phục phục chế của nghệ nhân Giỏi đã được trưng bày ở nhiều triển lãm trong nước và quốc tế. Ngoài ra, các tác phẩm thêu thời trang của anh cũng thường xuyên góp mặt cho những lễ hội áo dài truyền thống. Sau khi đã trải qua rất nhiều những khó khăn với công việc phục chế, nghệ nhân Giỏi hy vọng mình có thể truyền cảm hứng cho những thế hệ tiếp theo tiếp tục theo đuổi và gìn giữ nghề thêu truyền thống. Chỉ mới 23 tuổi, nhưng người con trai lớn của anh cũng đã gắn bó với nghề thêu được hơn 10 năm nay. Nghề thêu này thì nhất là cần sự kiên trì để mình vừa học vừa làm và tâm huyết nữa. Phục chế trang phục cung đình là sự nghiệp cả đời tôi. Đây chính là câu nói mà nghệ nhân Vũ Văn Giỏi đã dùng để chia sẻ về công việc đặc biệt của mình. Ước muốn của anh là có thể giới thiệu nghệ thuật thêu truyền thống đến rộng hơn với công chúng và bạn bè quốc tế để chắc chắn rằng nghệ thuật thêu cung đình sẽ không bị mất đi một lần nữa. Cuối bản tin là thông tin dự báo thời tiết cụ thể cho một số tỉnh thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.